Xin chào các bạn, mình là Thư. Thì cũng giống như những cái video trước thì Thư sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái sản phẩm đang được bày bán ở bên cửa hàng xe máy Thành Tâm. Thì hôm nay thì cái sản phẩm mà Thư muốn giới thiệu với các bạn á là mẫu đây. Đây là mẫu SH2015 phiên bản 125 CBS nha các bạn. Thì cái con này thì hôm qua là bạn Dũng ở bên Thư là đã có giới thiệu rồi, nhưng mà giới thiệu với cái phiên bản 2014. Thì hôm nay thì Thư sẽ giới thiệu về các bạn cái con xe phiên bản 2015. Mời các bạn đi một vòng tham khảo ha. Thì cái con xe này với cái tông màu là màu đỏ sậm nha các bạn. Thì đây là phần đầu đèn mặt áo. Cái con xe này thì nó vẫn còn sử dụng cái đèn halogen. Ở dưới đây thì là đờ mi nhan tích hợp với nhau, mạ chrome viền hình chữ V như vậy thì nó tạo một cái điểm nhấn nhìn vô nó rất là sáng. Tem SH thì nằm ở giữa nha các bạn. Giờ có phần mỏ dè, nói chung là mặt áo trên và mỏ dè thì nó còn rất là mới, nó không có trầy gì, nó mới gần là 85-90% luôn nha các bạn. Đây là phần phuộc mâm, phuộc mâm thì màu là mà nó sử dụng màu xám bạc, dĩa heo dầu, ốc heo dầu còn nó còn ghim luôn á, chưa có mở luôn nha các bạn. Ở đây thì các bạn theo Thư đi xem dàn áo phía trước đây, dàn áo phía sau thì cái độ mới của nó là, để Thư xem, nó chỉ chày nhẹ, khoảng có những cái chỗ chày nhẹ thôi, có 5-10% thôi các bạn ơi. Mẫu xe mà đã sử dụng cách đây 5-6 năm rồi mà nó cái độ mới nó còn như vậy thì rất là ok luôn. Tem SH hình chữ nổi nha các bạn. Thì ở đây là cái mặt đồng hồ thì xe này thì nó kết hợp với mặt đồng hồ cơ và một cái màn hình LED nhỏ trên đây. Thì cái đồng hồ cơ này là nó hiển thị cái thông số km. Đây là kim chỉ xăng, bên đây là bảng đo nhiệt độ. Còn cái màn hình LED này thì là nó hiển thị cái thông số odo và cái giờ. Thì odo có cái con xe này là nó được 9.400 rồi các bạn, mới đi có 9.400 thôi. Về cái mà ổ khóa này thì nó vẫn còn sử dụng ổ khóa thường. Đây ổ khóa thường, phần mở cốp như thế này nha các bạn. Rồi đây đi vòng xuống dàn chân ốc oppo là còn nguyên luôn. Nói chung là cái con xe này bên Thư là chưa có thay đổi hay gặm tuốt gì hết. Cái bản này là bản gốc luôn mà nó vẫn còn mới đó, như vậy đó. Phuộc bóng sáng. Đây mâm. Thì tiếp tục qua bên dàn áo phía bên phải. Thì nói chung là con xe này nó vẫn còn mới các bạn ơi, không có gì phải bàn cả, không có gì phải nói thêm. Nó tầm 85-90% và toàn bộ là zin hết luôn nha. Thì Thư chỉ mời các bạn tham khảo một vòng cái con xe này thôi. Phuộc, các bạn nhìn kỹ đi, phuộc nó còn sáng bóng bắt màu, đây 7 màu luôn á nha. Đây đây là lọc gió, nồi sơn nồi còn zin luôn, tuy nó hơi cũ theo năm tháng chút xíu nhưng mà nó vẫn là còn zin luôn các bạn. Thì đây là Thư giới thiệu cho các bạn sơ lược về con xe đi, tại vì cái mẫu xe này nó cũng không có xa lạ với mọi người lắm. Thì hiện tại thì cái con xe này bên Thư bán với cái giá trên 60 triệu một chút xíu thôi, nhưng mà dưới 64 triệu nha các bạn, dưới 64 triệu. Thì các bạn nào có nhu cầu hoặc là cần hỗ trợ gì đó thì cứ inbox hoặc là gọi cho Thư về cái số điện thoại dưới phần mô tả. Thì clip hôm nay thì Thư xin giới thiệu tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nhé.